Xin chào thầy cô và các bạn, em tên là Nguyễn Ngọc Bảo Châu, học sinh lớp 7-8 trường trung học cơ sở Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh. Hôm nay, em xin phép tham gia hội thi giới thiệu sách trực tuyến với chủ đề Sách và khát vọng cống hiến năm 2022. Xã hội ngày nay quả thật phát triển vô cùng rực rỡ, nhưng cũng chính vì thế mà con người chúng ta dần cuốn vào vòng xoáy của công việc, những tháng ngày mưu sinh vất vả, để rồi dần dần ta tự nhốt mình trong một chiếc hộp nhỏ để gói đi hết là bao nhiêu cảm xúc yêu thương của bản thân, bao nhiêu là những tâm tình chưa một lần được cất lên. Nếu một ngày nào đó bạn có thể sẽ mắc kẹt ở trong chiếc hộp đáng ghét ấy, hãy tìm đến chiếc chìa khóa thần kỳ của nhân loại, sách. Bạn sẽ mở được chiếc hộp cảm xúc để giải bày hết bao ưu tư tình cảm thầm kín bấy lâu với thế giới xung quanh mình. Không chỉ là phương tiện giúp ta nói ra hết nỗi lòng của bản thân, mà sách còn đưa ta đi đến những chân trời rộng lớn của tri thức, góp phần xây dựng nhân cách tốt đẹp. Đối với em, cuốn sách thần kỳ ấy mang tên Dám Bị Ghét của nhà triết học nổi tiếng Kishimi Ichiro và người viết tự do Koga Fumitake. Cuốn sách được xây dựng dựa trên cuộc đối thoại giữa một chàng thanh niên và nhà triết học. Một bên là hình ảnh của tuổi trẻ, của sự nhiệt huyết, bướng bỉnh, còn một bên lại đại diện cho sự thông thái, thấm nhuần dấu tích của thời gian. Câu chuyện gồm 5 chương với các chủ đề được liên kết với nhau chặt chẽ và cùng xoay quanh cái nét chính trong tư tưởng của nhà tâm lý học Alfred Adler, người được mệnh danh là một trong 3 gã khổng lồ của ngành tâm lý học hiện đại. Mang trong mình một nét độc đáo hơn so với những cuốn sách khác, tác giả đã chọn cách thức giao tiếp thông thường để bạn đọc dễ dàng nắm bắt được thông tin, kiến thức mới, cũng như không cảm thấy nhàm chán khi phải cầm trên tay một quyển sách chỉ toàn là chữ.
Dù mới ở phần mở đầu, nhưng quả thật cuốn sách đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng độc giả ngay từ những trang sách đầu tiên, gợi cho chúng ta sự tò mò, hứng thú rằng liệu cuốn sách này sẽ đem đến những kiến thức bổ ích mới lạ nào đây. Thế thì tại sao bạn còn phải chần chờ mà không tìm hiểu kỹ hơn về cuốn sách này nói riêng, cũng như thế giới tri thức rộng lớn ngoài kia nói chung cơ chứ? Sau cùng, em xin kính chúc cho hội thi giới thiệu sách trực tuyến với chủ đề Sách và khát vọng cống hiến năm 2022 diễn ra thành công tốt đẹp. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn đã theo dõi phần dự thi của em. Xin chào và hẹn gặp lại!